Alo, xin chào mọi người, thấy cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sama TV cái này. Đúng rồi, thì hiện tại bây giờ mình đang trở lại với ông già. Thì ở đây thì kênh Sama Vlog mình cũng đã vừa giúp xong một đứa bé, bé gái 10 tuổi mà bị một con thầy tàn độc nào đó yểm vào trong cái pho tượng trên đó nha. Pho tượng của chú Ngải Thái Lan đó. Thì hôm nay mình trở ở đây thì cũng chỉ muốn tìm hiểu về tâm linh của vực này hiện tại như thế nào thôi. Tại vì khu vực miếu cái nhà biết rồi, thì rất là nhiều vong linh thường xuất hiện ở nơi đây để họ kiểu như là muốn được giúp đỡ cúng kiến ở những địa phương tâm đây thì cúng kiến đó, thì họ sẽ được giúp đỡ như là cũng được hương hoa quả đấy nha. Đây cả nhà, thì hôm nay mình trở đây. Thì ở lần trước thì ở bên kênh Sama Vlog thì mình có nghe đứa bé, linh hồn đứa bé 10 tuổi nó là do đùa giỡn, do đùa giỡn bị ông bà ở trong cái nhỏ đằng kia đó nhé, bắt không cho xuất hiện ra gặp mình. Thì lúc đầu mình cũng nghĩ là tại do đứa bé nghịch, nhưng mà mình không biết là bên trong đứa đó hiện tại vậy là đang thờ ai và thờ ông bà nào. Thì đó mọi người, thì nói chung thì rất là lâu rồi á, thì mình đã bỏ nơi đây không có trở lại. Thì có dịp vừa hôm rồi là mình trở lại là gặp một cái pho tượng này nè đó, nên mình mới quyết liệt là theo dõi cũng như là giúp đỡ chung lên luôn. Thế nhà thì hôm nay là trở lại một con miếu, nên mình cũng không biết là hiện tại bây giờ có linh nổi không. Thì bây giờ thì mình sẽ mời toàn thể cô chú anh chị các bạn cùng mình khám phá lại miếu ông già ở giữa đồng này xem thế nào đấy nha, coi có vong linh nào trú ngụ nữa hay không. Thì đây, thì bây giờ mình mời toàn thể cô chú anh chị cùng mình đi trải nghiệm ở trong cái khu vực này nha. Thì cái nhà, thì bây giờ mình sẽ di chuyển đến đây để quay cái nhà mình xem những cái pho tượng mà đã bị đứa bé bị yểm ở trong cái pho tượng này cả nhà. Đây là những cái pho tượng Bồ Ngải Thái Lan nha cả nhà. Thì bên dưới này mọi người xem nè, có rất là nhiều pho tượng trong tàn tạo địa luôn. Ok, giờ mình sẽ đi ra bên ngoài xem thử như thế nào nha. Miếu ông già thì hầu như thường thường thì sẽ có rất luôn nhiều vong linh đến họ trú ngụ, và thậm chí là hưởng ngang cúng của những người ta đến đây ta cúng kiến người. Mà tại vì hiện tại giờ vào mùa mưa rồi nên miếu ông già có vẻ như là ít người đến cúng kiến lại, do mưa mọi đường đi khó, nó sình bụng không cả nhà. Mấy nhỏ là mọi người, thì hôm trước trước cái dòng đứa bé cả nhà, mình xả lên xem nó cực nào chứ. Thì hôm trước cái bông đứa bé cả nhà là nói là bị ông bà nào đó nhốt lại ở trong cái miếu nhỏ này, và tại do khi mà vong thả vong ra khỏi cái
cái tượng bà bị yểm trong cái của Thái Lan đấy nè, đứa bé nó giống như là được thả ra quá vui mình rồi nọ đó, thì cái dẫn hết rồi bị ông bà vỡ luôn là chặt bắt lại, nhưng mà mai đó ông cầu xin ông bà thả ra để thoát đó, thì mà không biết là cái đứa này ông bà như thế nào, nhưng mà từ rất là lâu rồi mình quay ở đây rất là nhiều luôn, nhưng mà không có thấy một cái vong linh ông bà nào ở trong miếu này xuất hiện, chỉ là ngoài trừ là những vong linh khác đưa khác đến đây thôi cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi quay một vòng nữa xem có vong linh hay không nha. Cái chiếc xuồng này cả nhà mình biết không, là cái chiếc xuồng mà kiểu như trước đây cái hầm dưới này nè, ở đây có cái hầm ha, bây giờ họ đã san bằng rồi, và cái xuồng này nó nằm ở dưới phần dưới cái hầm, nhưng sau này san bằng lên thì họ quăng lên đây nè. Đi một vòng bây giờ chưa thấy gì hết tên ta. Cái nhà ơi. Thì hiện giờ mình không biết là có một bên nào ở gần đây hay không, xuất hiện ở đây hay không, nhưng mà nãy giờ đi một vòng thì thấy. Thôi bây giờ mình sẽ cúng kiến ở nguyên lần thử xem thế nào cái nhà con xuất hiện hay không nha. Chứ bây giờ mình đi một vòng nãy giờ cũng thấy gì chứ, đã lâu rồi mình cũng biết là người ở đây có không hay không. Được, ok, bây giờ mình sẽ tạm dừng máy để cúng kiến nhau cả nhà. Cả nhà ơi, thì bây giờ mình sẽ cúng kiến và đà cam ở góc trung miếu nhỏ đây nha, để nãy có bên xuất hiện hay không nha. Tại vì nãy giờ mình cũng đi một vòng bên ngoài rồi thì cũng chưa thấy bên xuất hiện hết. Thì không biết là lâu rồi thì có bên xuất hiện hay không. Thì nói chung thì nhiều cô chú anh chị mình nói là mình quay chùa quay lại chỗ cũ, thật sự nói chung mình đi quay giúp vong linh thì chỗ nào có vong linh thì mình giúp hết. Chứ bây giờ mình đi những chỗ mới thôi như là không có vong linh, nói chung càng khó thêm. Ok, bây giờ mình sẽ cúp nghe cúp với mọi người, tại do là hôm nay mà mình không có chuẩn bị đồ cúng, không có bị bánh gì hết, bánh luôn hay luôn, chứ lại là không biết là hiện tại có vong linh hay không. Bây giờ sẽ đốt nha, đặt cam trước xem thế nào rồi lần sau mình trở lại á, mình sẽ mua đồ cúng kiến cả nhà. Cả nhà, mình đã bắt mặt xuống nha.